Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tựa game một cái series mới luôn nha, một series hoàn toàn mới, đó là Hitman Absolution. Ok, thì đây là một cái tựa game trong một cái series game rất rất là nổi tiếng luôn các bạn, và đã được chuyển thể thành phim rồi. Nó đã được chuyển thể thành phim phim lẻ đó, phim của Mỹ á. Thì cái tựa game này nói về, nói chung là đây nhân vật chính, đây là cái thằng Hitman. Hitman thì cơ bản là sát thủ thôi, thì nó mình không rõ cốt truyện, tại vì nếu mà đúng á, mà muốn để hiểu cái câu chuyện này á, thì các bạn cần phải chơi cái series từ năm 2002 hay năm 1990 mấy, mình không nhớ, từ những cái năm đó đó. Tuy nhiên mình không muốn bắt đầu cái series này bằng những cái game đó, bởi vì cái đồ họa nó cũ quá các bạn, nó cũ nên nhìn rất là chán, cho nên là mình cũng không mặn mà cho lắm. Cho nên mình sẽ bắt đầu chơi từ cái phần này, là phần 20 ở vào năm 2012, Hitman Absolution. I'm sorry. Thì đây cũng là cái phần duy nhất mà mình chơi từ tầm hơn 10 năm trước đó, 8 năm trước chứ, mình nhớ là mình chơi từ hồi 2014 à, hay 2015 chứ, vậy tầm 7-8 năm trước giờ. Đây là cái phần đầu tiên mình chơi, và cũng như là cái phần các bạn, cũng như là cái phần này là mình cảm thấy là phần gọi là bắt đầu đẹp rồi đó, hình ảnh bắt đầu tốt hơn, chứ cái phần trước thì nó xấu giống như là chơi GTA Vice City vậy. Nhưng mà nếu như có cơ hội mình sẽ chơi lại những phần năm 2002, bởi vì nghe bảo trên các cộng đồng nói là cốt truyện khá là hay. Câu chuyện hay lắm. I appreciate you taking this assignment 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. I would send in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Mình tên là 47 hả? Hồi đó mình chơi mình, cho nên bây giờ chả còn nhớ, chả còn ký ức gì luôn. Thật sự chắc dữ lắm là nhớ vài hình ảnh thôi, chứ còn cốt truyện hay là nhiệm vụ là quên sạch sẽ. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, gì khử cho ba người ta bán kem thôi mà làm gì khử vậy? Anh trai này có vẻ hơi hổ báo nha. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? What the? Gì vậy? Sao anh bán kem này lôi thằng nó vô để nhét nhét cái kem vô đít hay gì? Bản hợp đồng cá nhân. During this assignment, key game elements will be highlighted. Game cũng đẹp nha. Try to kill with discretion and try to remain undetected. Ngày xưa mình chơi thì không được như vậy đâu các bạn. Ngày xưa mình chơi để toàn lô với medium không, mà mình chơi cái màn hình là 19 inch á, mà 720 á, chứ không phải là full HD nữa, chỉ là HD thôi. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct abilities. À, cái thanh màu vàng bên phải là năng lực gì của mình á, nếu mà mình dùng thì sẽ hết năng lực, nhưng mà không biết dùng vậy là có skill, nếu như vậy là chắc chắn là sẽ có skill rồi. F1 lười quá, đi tiếp đi. You were about to enter a restricted area. The guard up ahead will try to resist you if he spots you. C là hành động hả? C là để lén lút. Ok. Chạy bộ là sẽ gây ra tiếng ồn á. Nói chung là chạy bộ là mình sẽ gây ra tiếng ồn á. Có thấy cái gì đâu mà nó kêu là quái trời, con mắt đang nhìn mình trời. Ở đâu? Ở trên cổng ta. À, camera á. Mày hé. Mình đi đâu nó quay theo đó hay sao á? Nhầm sao quẹo lên ta? Nó không cho mình nhảy hả? Không có nút nhảy các bạn. Vậy là không có nút nhảy rồi. Ủa đây là cái đường hả? Private
property, khu vực riêng tư. Oh, xe đang ngồi à. Approach the cover in front of you. Kì, đằng kia có một thằng kìa. Oh, cà lê. Items found in the world can be used as close combat weapons, nhớ or you can phải. Use them to distract your enemies. Throw the wrench at the buckets to distract the guard. Excellent. Slip past while the guard is distracted. Ok, lẻn qua lính canh rồi nha. Easy. Ba cái đồ quỷ này. Nhấn space để nấp vô à? À, chứ phải là để nhảy lên. When you aim, you snap to nearby targets. Giết luôn hả? Không có cách khác hả? Thôi ông trời kêu giết thì giết thôi. Easy. Clean kill. Bên kia không nghe. Nhớ giấu xác hả? Cái xác này giờ sao? Kéo được nè. Á đồ mới kéo kìa. Má nhìn thằng này nhìn như cái thằng mình kéo thằng này như cục thạch luôn. Tục thiệt. À, ném xác vô đây. Wow, game này hay nha. The container cái chế cũng hay nha. More body and still has room for you to hide. Rồi sao ta? Holster your weapon. Ủa, có hai thằng luôn. Kích hoạt checkpoint à. Mình phải kích hoạt. Thì lúc mình chết nó mới quay lại đây chứ không phải là nó tự random. Nếu như thế này thì sao? Gấp lóc để cho vũ khí vào. À. Ghi cổ. Subdue or kill. Bấm cái quy liên tục. Vặn cổ. Ui giời, má thốn thế. Giờ giấu xác ở đâu trời? Thôi chắc à đây cái thùng đây nè. Trời ơi, ném xác vô trong thùng. Trời ơi, tình cảm dữ. Vào đây nằm yên nghỉ nha anh trai. Nằm đỡ đi. Khi này em giờ em mua cho anh cái giường anh nằm. Ly cà phê này hả? Chắc là cũng để chọi thôi chứ không phải là dùng vũ khí gì đâu. Ôi mẹ ơi nó nè. Chết bọn chứ đã. Địt. Kéo ra. Lấy cái ly đập bể đầu luôn. Tục thật sự. Tới gần sẽ chết chi. Thôi kệ đi chứ không ai thấy đâu, sao phát hiện được. Ôi mẹ ơi, có khi phát hiện nha. Agent 47's training and supreme senses allow him to keenly giữ control được khả năng đối thủ. À, là bấm control này là để thấy người ta nè. Yes, là đổi vị trí hả? Nghe để chạy qua. Đù. Chuyên nghiệp nha anh trai. Má xem người bị phát hiện rồi. Distraction, steady aim or fiber wire. The choice is yours. Ghi cổ, rồi bắn cổ. Ra. Rồi. Đây, kế bên luôn. Ngon. Chà, ngon nha, đỡ phải đi tìm. Ok, easy. Lấy cuốn sách. Đừng có nói là lấy cuốn sách này để đập đầu nó nha. Thế thì tục lắm luôn đấy. Wait and listen to the people around you. They may give vital information or simply let you know when the coast is clear. It's only a matter of time. Not that I don't appreciate your concern. Mark, nghe được gì đâu. Ít nhất thì cũng phải sắp or consult the radar to locate the exit. À, bản năng sát thủ à. Lối ra ở trong kia kìa các bạn. Ok, mượt luôn. Qua đây một cách nhẹ nhàng luôn.
Ngon lành. Đoạn sách lấy dao, đùm với dao luôn. I tell you, this gig is like watching paint dry, but at least the service is good. Someone is about to notice you. The attention display shows you the direction of the threat. Try to slip away unnoticed. Má kiểu gì cũng bị phát hiện à? Dí nó đi. Ồ, có đẩy luôn. Damn bro. Đẩy được xuống luôn hả? Hay vậy? Xuống dưới tấm biển đen chai, trời nóng quá. The greenhouse up ahead will require a disguise to infiltrate unnoticed. Biết cần một bộ quần áo chết mẹ. Bộ quần áo nào? Ok, mình cần một bộ quần áo để lẻn vào. Bộ quần áo nào? Chết mẹ rồi. Mày có tìm được bộ quần áo nào đâu mà vô. Vậy thì chắc chắn phải ở đâu đây nè. Hay là... Á, thiệt chứ, hình như là phía trước. Ra lấy được không ta? Nếu như vậy thì mình phải lượm ở phía trước hả? Phải không? Chứ nên... Chứ không có bộ quần áo nào thì làm sao mà vô được. Bây giờ có hai thằng. Mình cầm súng mình xử hết hai thằng được không ta? Nhìn thì ngông quá. Ok, im lặng, trong im lặng luôn. Khoan khoan khoan, kéo nó ra đã. Chết mẹ trời, má trước mặt luôn. Mô Phật. Gì đây? Cải trang à? Ồ, cải trang được luôn. Má ngồi vậy? Nhà nhà game này bắt đầu hay rồi nha. Mình bắt đầu thấy game này hay rồi đó. Có cải trang luôn à? Úi dồi, xịn thế nha. Xịn nha. Bắt đầu thấy xịn rồi đó. À, được, được, được phết nha. Giấu súng rồi đã. Đường đi qua bên kia hả? The gardeners up ahead will not be suspicious, but you should keep a lookout for other guards. À, tức là mấy thằng làm vườn này nó sẽ không nghi ngờ mình. Chỉ có mấy thằng lính canh nghi ngờ mình thôi. Đi skill này lĩnh vãi. Man, che mặt xuống là không bị phát hiện liền. Game tục vậy. Rồi tôi leo lên đây hả? Leo chỗ nào? Ủa đúng được không vậy? Ủa nó chỉ qua đây hả? Hay là chú ơi? Hay là bên này có cửa? Ê khoan 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 khoan. Mấy đông người quá. Hay là có cái đường hầm nào dưới đây ta? Game đẹp nhờ. Game này dùng não nhiều á. Phải leo. À, mép tường, đi bên này. À, nếu như mà các bạn thấy cái đường vàng ở dưới á, thì cái đường đó là sẽ là cái đường mình đi á. Wow, thì sau này không biết đường đi thì cứ qua... Cái gì vậy trời? À, mày cứ tưởng là nhảy xuống dưới vực luôn á. Ngầu. Xịn sò dữ. Má nhìn Hitman nhìn tục vậy, nhìn mặt ngu vậy. You made my day. Yeah, thanks doc. Yeah.
Má thằng này BD gì mà muốn hôn trời. Kéo vờ lờ thiệt. Trời ơi, bye bye anh trai. You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Mang kích hoạt ra. Kích hoạt cái này ra. Yêu, má cắt cổ luôn hả? Tởm vậy. The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. À, súng này dùng chung đạn với mình thôi, nhưng mà súng mình có silence, có giảm thanh thì sẽ ngon hơn chứ. So keep a safe distance. Ooh. Ê vô, cái này súng hả? Lấy được không? Trời má súng xịn vậy. Bên kia, bên kia, bên kia. Chứng cứ gì đây? Throughout the game you will find evidence. Removing the evidence will award you rating points and instinct. Lấy chứng cứ để sẽ có thêm bản năng gì á. Nói cái gì vậy? Để chán. Đồ mới, đồ mới, đồ mới. Ngon, có đồ mới. Ủa thay chưa? Ủa thay không thay gì cũng vậy mà. Ôi giời, game này ngầu các bạn. Vô không ai biết quỷ không thay luôn. Cuối cùng cũng đã ngắt cái hệ thống anh lên rồi. Bây giờ làm gì nữa ta? Bây giờ à, beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. You can see it in the top left corner. Có phong cách chơi nữa. Always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Đỉnh vậy. Có cái phong cách chơi nữa các bạn, nó sẽ có một cái hệ thống tính điểm riêng. Phong cách mình chơi như thế nào sẽ tính điểm theo cách đó. Đỉnh vậy. Ồ. Xanh dương là... Ồ, cái gì? Use instinct to locate objects of interest. Is a trade secret handed down from master to apprentice for centuries. I will take the secret ingredient with me to the grave. Uh-huh. Is it salt? No. No! What do you take me for? Salt? Please, I am one of the finest chefs in this culinary wasteland, you Polynesian. You, it's him. The disguise is blown. Enemies will be looking for a mansion guard. To clear your identity, either eliminate the witnesses or find an alternate disguise. All witnesses have been dealt with. No one is aware of your identity, and no one is suspicious of your disguise. Tất cả những ai thấy mình làm chuyện gì thì mình phải giải quyết sạch nó hết. Nếu như mình không giải quyết thì sẽ bị lộ. Ok anh trai, vào thùng giấu xác. Và mới kéo đại cũng dính từ cái thùng đó. Ok, Max cắm xuống cho đầu luôn. Ngầu. Đồ, lấy ngược cái dao lại luôn. Rồi em trai này vô chung với anh luôn. Bên trong đó chắc là cái thùng tủ đông á. Cho nên là khá là lạnh lẽo. Hai thằng vô chung cho nó vui nhá. Đúng rồi, vào trong mà nào mình chơi. Đấy, hai thằng nằm chung có thấy hạnh phúc hơn không? There is no more room for additional bodies or for you to hide. Vậy làm cái gì nữa? Ồ, bên này có một thằng nè. Nhưng mà mình... Ủa, sao trừ 5.000 điểm mẹ rồi? Đám quân quay đâu mà trừ 5.000 điểm trời? Miss Burnwood is in the upstairs shower and will be down shortly. The girl's in her room. Kiếm một phần nước vẽ khoái cốc cà phê. Là sao? Không hiểu. Khoái cốc cà phê rồi. Khoái cốc cà phê rồi sao? Đây nha, khoan nha.
Bộ mình giết người là trừ điểm hả? Vì nhiệm vụ là cái gì? Hồi nãy kêu mình bấm F1 làm cái gì ta? À... According to ICA Division Chief Benjamin Travis, my former handler Diana Burnwood has gone rogue. Mình phải lấy cái được cái tấm thẻ này là ở trong cái trưởng bộ phận an ninh. Tấm thẻ mở cửa, mà cái thằng này chắc là cái thằng trưởng bộ phận an ninh rồi. Nãy giờ sao ta? Giờ đi vô đó là bị phát hiện đó, 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 rồi mới chưa kịp đi luôn á. Còn mấy thằng trong này thì xử hết rồi, lo gì nữa. Đổi dao lấy dùng đài. Bật Discord lên chơi à? Khiến cái địch phân tâm bằng cái này hả? Chà, game này có vẻ... có nghĩa là mỗi vật dụng trong này là đều có thể... đều có chức năng luôn các bạn. Consider using your silenced silver baller pistols. Alpha. I don't care. Order one of those mobile restrooms to put in the gardens. I will not risk infiltration by allowing anyone into the mansion that has not been directly approved by myself or by my closest. Thấy có cà phê thì sao? Bật nhạc disco nhảy vô cái này là cốc cà phê nấu chổng hả? Vậy vậy? Cái què vậy? Mình có làm gì đâu? Ê, khoan khoan, ổng vô. Khoan khoan, nó vô rồi. Hey, Mr. DJ, got a request for... Má, không ai phát hiện luôn. Thẻ mở cửa. À, lấy được rồi. Từ kéo nó vô đây nữa. Còn chỗ nào để sáng không? Chỗ kia đầy rồi, nó không cho để nữa. Không có gì để thôi, thôi để đây. Má, game trí tuệ nha. Ý là mình bật cái này lên là để nó... Là để phân tâm á. Để cho thằng nó đi tới rồi mình giết nó đó. Bây giờ làm sao? Giờ leo lên cái lầu trên hả? Ok. Ủa nè, phải đường lên không? Mẹ đừng cục. Bà mẹ. Có cửa. Như không. Có đường nào mà né? Có đường này, có đường này lên đường này. Okay, if your score easy. Is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Mở số tay ra hả? According to ICA. Thử thách. Nhà kính bên vách núi. Thôi làm nhiệm vụ đã. Cái này là cái gì đây? Đồ. Mình xịn nha. Mình bắt đầu thích rồi đó, mình bắt đầu thích game này rồi đó. Kiểu như mình rất thích mấy cái game mà đầu tư chi tiết cảnh quan á các bạn. Mặc dù cái này chỉ là indoor thôi, kiểu như là game ở trong nhà là chủ yếu thôi đúng không ta? Ám sát thì trong nhà chứ còn gì nữa. Ok, vô được rồi. Đã tìm được lối vào. Tìm Diana. Cái gì mà Diana gì đây? Mình tính là mình sẽ giết con nhỏ này tên là Diana. Nó nhìn cái tưởng băng vệ sinh không à? Đối thủ của cô Tess, băng vệ sinh. Ok, bây giờ mình sẽ khử đối thủ của cô Tess ha. Thì chắc chắn là cô Tess đang khử mình rồi đó. Ui cha cha, má mới vào game luôn mẹ ơi. Ui trời. Không lẽ bắn thôi, hitman mà sát thủ là phải giết. Đúng rồi, phải thế.
nó đẹp quá. Má ngãi gì ngãi vô cái tiền cái miếng cái màn đó. Bắn. Bắn đi. 47. Vị ba đâm chiêu vậy, đừng bị phụ nữ mà bua nhiệm vụ chứ. I should kill you. Why did you do this? 47. Captain, what's wrong with this thing? We all have our limits, even you, 47. We used to have honor. Diana, no. I had to take her away from the doctors. Mà con bé tránh xa đám bác sĩ là sao? You would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run before Travis finds out. Please do not let her turn into you. Promise me. I promise. Ok, bây giờ bà kia là mình phải đi cứu đứa bé gì đó. Bà kia là mình, bà không muốn đứa bé này giống như mình. Tiếp cận. Chạy nước rút mà. Noisy and makes it easier for your enemies to spot you. Má cái nhiệm vụ kêu là chạy nước rút. Sau lúc mình chạy nước rút thì kêu là đi bộ nhanh sẽ đi gây ra tiếng ồn. Không hiểu nổi cái game á. Cười chỉ. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Nói đồng quá giờ sao ta? Ấn quy để bắn phát một là sao? Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Fatal damage. Đù. Focus đù. On the next enemy. Đù. All đù. Enemies are dealt with. Now execute. Đi. Damn bro. Trời. Má nhìn như phim vậy. Trời má nhìn như phim vậy. Trời má. Nhìn như phim hành động luôn. Má xịn vậy. Má xịn nha, xịn nha, xịn nha. Trời má y chang phim luôn. Phải thế, nghe là phải thế chứ. Nghe là phải đầu tư như thế. Cuốn nhỏ này hả? Ý là chắc cuốn nhỏ này á. You know who I am. I know. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? Giờ thằng này mặc dù vô tình giết Dana nhưng mà đã chính thức cứu Dana rồi. Cái độc cứu nhỏ này rồi. Ủa là... À là... À tức là cái thằng cha mà... Jarvis gì á, cũng muốn bé này. Con nhỏ cái con đầu cái thằng cha đầu tiên mà giao nhiệm vụ với Dana xong lấy cứu bé này mang lại cho ổng á, nhưng mà mình không làm, mình lỡ với Dana rồi cho nên là bây giờ mình phải cứu nhỏ này luôn. Diana did this for you, why? Please, she was my only friend, she took me away from the doctors. Cứu cả bác sĩ. Tell me about the doctors. It's really blurry, like bad dream. Bad dream, bad dream mà nó mẹ nó đi trời ơi. Sir, there's nobody here.
I think the asset has gone AWOL. Tức là mình đã thoát khỏi tổ chức rồi đó bạn. Mình chính thức bỏ cái tổ chức đó rồi đó. Ồ, giờ xong nhiệm vụ rồi hả? À, cái này là cái hệ thống tính điểm của nó nè. Giết chết mục tiêu. Bị phát hiện là bị trừ điểm nè, thấy không? Bị phát hiện là trừ điểm nè. Thường dân. À, là mình giết đầu bếp với lại. Chắc là mình giết đầu bếp với cái thằng... Cái thằng làm vườn. Người không liên quan bị giết. Cũng là cái trên này luôn đúng không ta? Không biết người không liên quan là gì. À, tức là đây là hệ thống tính điểm nè. Hết sọt là cũng sẽ được tính điểm luôn nè. Ủa, hết sọt mình được 4 thằng mà. Khúc cuối mình được 4 thằng đó chứ đâu. Nhiều hơn 4 thằng luôn hả? Ok, vậy là mình đã hiểu cái tên rồi.